Kính thưa quý vị ân nhân hội bác ái Francisco, con là nữ tu của Teresa Nguyễn Bảo Bích Nga. Hiện nay con đang quản lý chương trình nhịp cầu kém mồ côi, và trong chương trình con thì có tới hơn 70 mái ấm không phân biệt tôn giáo, sắc tộc. Và đặc biệt thì ngoài số lượng hơn 1.000 em mồ côi, chúng con có rất nhiều cơ sở nội trú. Có thể là quý vị không hiểu là tại sao các em nội trú lại nằm trong chương trình nhịp cầu với mồ côi. Vâng, nhân cái cơ hội này thì con cũng xin được thưa với hội đồng quản trị cũng như là tất cả quý vị ân nhân khách này khách khác quan tâm đến các chương trình biết các em nội trú được đến từ các buôn làng vùng sâu vùng xa, được quý cha quý sơ tập trung lại cho đi học. Rồi ở đây thì quý cha quý sơ thông thường trong chương trình con biết đó là nuôi các em ở miễn phí, rồi hỗ trợ cho các em học sinh nghèo đến trường mà gia đình các em không có điều kiện. Chính vì vậy để giúp đỡ một em đi học thành tài thì biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt, biết bao nhiêu là hy sinh, nhưng mà cộng lại là nỗi lo về vật chất để cho các em có những bữa cơm. Thực lòng thì khi con đến các nhà nội trú con cảm thấy rất là thương, bởi vì rất nhiều bé nó chỉ ăn cầu mong là ăn no thôi. Chính bản thân con cũng được ở trong một nhà nội trú, giúp cho một nhà nội trú Mỹ Linh trong 3 tháng trời. Thì con thấy là cái thau cơm, mình gọi là cái thau cơm đó, và các em ăn cơm thì ăn cơm trắng, chủ yếu là ăn cơm trắng. Ban đầu mình nhìn thì mình cũng không biết, nhưng mà sau mới biết là các em được ăn những bữa cơm no đấy đến trường. Và con tin là nếu mà chỉ ăn như vậy không thì các em nó sẽ không đủ chất để nó học tập tốt được, nó không đảm bảo sức khỏe. Vậy thì nhân cái cơ hội này gặp gỡ các em ở đây, con cũng muốn xin quý vị ân nhân hội bác ái Francisco tại hải ngoại thương đến chương trình nhịp cầu bé mồ côi, và đặc biệt thương đến các bé nội trú tại các mái ấm, là các hoàn cảnh các em mồ côi, các em nghèo, các em sắc tộc đang được tập trung tại các cơ sở. Xin hỗ trợ với chúng con trong chương trình hỗ trợ đời sống qua các chi phí ăn uống hàng ngày của các em đến trường, hoặc một phần chi phí giáo dục cho các em để các em có thể yên tâm hơn đến học ở các nhà nội trú. Và cũng xin sẻ bớt gánh nặng những lo lắng của quý cha, quý giá đang phụ trách các bé, để làm sao để cho các bé có được một đời sống tốt hơn. Trước mặt chúng ta đây là có 64 em của hai nhà nội trú nam và nữ thuộc giáo sứ Côn Đờ Vàng. Nói là giáo sứ Côn Đờ Vàng chứ, nhưng mà các em đa số là những người ở vùng sâu vùng xa. Rồi các em được sự giới thiệu của những người này người kia đến để xin được đi học, để cải thiện đời sống, nâng cao tri thức. Trước mặt đó là 64 em nội trú rất cần đến sự nâng đỡ tích cực hơn nữa của hội Francisco, hội bác ái Francisco, để cho các em có điều kiện ăn học tốt hơn. Thì là sự hỗ trợ nâng đỡ nhiều hơn nữa của hội bác ái Francisco, để các em có thể qua sự hướng dẫn của ba giá, các em sẽ có điều kiện tốt hơn, học tập tốt hơn. Mà học tập tốt hơn thì phải đủ điều kiện, và là ăn cho đủ chất thì mới có thể học tốt được. Cũng bữa ngày hôm nay, có bữa tối ngày hôm nay là nhờ sự thiết đãi của quý sơ và quý ân nhân trong hội bác ái lo cho chúng ta bữa tối ngày hôm nay. Chúng ta một lần nữa cảm ơn quý ân nhân trong hội bác ái Francisco, một tràng pháo tay. Nhờ các sơ chuyển lời đến quý ân nhân đã trong thời gian vừa qua đã giúp đỡ cho nhà nội trú các em nam theo truyền thống, nhưng mà rồi cũng xin sơ nhà tác động thêm để giúp đỡ cho các em nội trú nữ, bởi vì thật sự khả năng các em nó rất cần, thấy là các em nó ăn rất là khó, rất là thiếu, thật sự là như vậy. Cho nên là xin quý anh em tiếp tục yêu thương và nâng đỡ 64 em